Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Đài Á Châu Tự Do liên hệ với một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước và nghe các ông trải lòng về cuộc sống, hoàn cảnh và nỗi lòng hiện tại. Thương phế binh Nguyễn Công Lý, 68 tuổi, ở Sài Gòn, hiện nay đi làm thuê, nếu không có việc thì chạy xe ôm kiếm tiền, còn vợ thì đi phụ việc nhà cho người ta. Mùa dịch vừa qua, hai người không có thu nhập mà phải nuôi thêm một đứa cháu 18 tuổi bị chậm phát triển so với các bạn cùng lứa, nên cuộc sống hiện tại càng thêm thiếu thốn. Nói chung là cuộc sống thì nó cũng bấp bênh lắm, mình không có chạy được mà cô không đi làm được. Rồi cháu lại nghỉ học nữa, thành ra chú chỉ toàn là đi xin thức ăn với lương thực của bên mấy ban từ thiện với mấy chùa chiền để mình ăn thôi, chứ đâu có làm gì ra tiền đâu mà ấy. Và phần nhà trọ thì người ta chỉ trừ mình được có 200.000, thiếu người ta 4-5 tháng tiền phòng trọ, tới giờ cũng còn nợ lại 3 tháng này, là đâu có tiền làm tiền phòng trọ này. Nói chung là cái điều mong muốn lớn nhất của chú bây giờ là mình, trong cuộc sống mình làm ăn được, trang trải cái tiền phòng trọ được, thì mình cảm thấy mình cũng tạm tấm được, chứ còn cái ăn uống gì đó chú cũng không quan trọng. Thương phế binh Hồng Luân Cơ, năm nay 71 tuổi, cho hay vừa mới xuất viện ngay trước Tết 2 ngày, nên năm nay cũng không chuẩn bị gì để mừng năm mới. Cuộc trò chuyện với ông Cơ bị ngắt quãng nhiều lần vì ông bị lên cơn đau. Ông nói đau đớn lắm mà cũng phải ráng chịu đựng, bác sĩ không cho phẫu thuật vì tỷ lệ sống sót chỉ có 30%. Giờ nó hoàn cảnh chú nằm một chỗ, bây giờ nó rõ xương, bây giờ mổ không có được. Bây giờ bom xi măng vô cũng bom không được. Bom xi măng vô nó lọt vô cái tủy xương thì nó liệt. Bây giờ chú chỉ đau đớn lắm. Bây giờ phải chịu chạy nằm ở nhà thì vợ con lo, chứ bây giờ chán sống chứ nó đau đớn lắm. Thương phế binh Trịnh Văn Thanh, 65 tuổi, hiện đang ở nhà cùng với anh trai và em gái ở Sài Gòn, trước làm nghề bán vé số dạo, nhưng mấy năm nay dịch bệnh, rồi sức khỏe ngày càng yếu, đau bệnh liên miên nên phải nghỉ ở nhà. Mình khéo có ghé mấy con, dành dụng gì, nói chung cũng ăn uống sống vào ngày được. Rồi sợ nhúc đã bệnh thì tốn tiền nhiều thì cũng không đủ nổi, bệnh nặng đó là tốn tiền nhiều. Còn thường thường này giúp chút đỉnh thì cũng được, để dành ăn cơm rồi sống qua ngày cũng tạm ổn, nói chung tạm ổn vậy thôi. Chú cầu cho mình được khỏe mạnh á, đỡ tốn tiền mua thuốc uống với bệnh hoạn cũng khổ lắm. Ông Lê Văn Sẻ đang ở một vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Củ Chi, năm nay đã 80 tuổi, mang trên mình nhiều thương tật từ thời chiến tranh, cộng với nhiều căn bệnh như tim, huyết áp, bệnh thận và tai biến. Nhưng ông vẫn cố gắng đi bán vé số để kiếm tiền ăn qua ngày. Vợ ông năm nay cũng đã ngoài 70, bị thoái hóa cột sống nên không được phép làm việc nặng. Cũng lây lát bán gần chòm xóm chứ không đi đâu xa hết con ơi. Rồi khi nào nó khỏe đi, còn nếu mệt nó mình bệnh thì ở nhà con. Cũng đi qua chòm xóm ở gần gũi mà có cái mấy cái tiệm cà phê họ bán rồi cũng đi tới lui đó cũng bán. Bữa cũng được nhiều con, bữa chừng vài chục vé chứ không có nhiều. Các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà đài RFA có cơ hội trò chuyện trong bài viết này, họ đều cảm thấy rất hạnh phúc và trân trọng tình cảm của tất cả những người đã từng giúp đỡ, chia sẻ và nâng đỡ những anh em thương phế binh không may mắn còn ở lại Việt Nam sau cuộc chiến. Ông Lê Hoàng Minh, năm nay 72 tuổi, ở Gò Vấp, kể sau chiến tranh, ông không lập gia đình, làm công việc buôn bán lặt vặt ngoài đường, kiếm sống qua ngày. Sống chỉ có một mình. Ông Minh rất vui khi có những người đồng đội ở bên kia đại dương mà còn nhớ đến mình, chia sẻ, an ủi và giúp đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Nhưng cũng có đôi lần, người thương phế binh này nhận quà mà cảm thấy chạnh lòng. Ông nói, đối với một người lính Việt Nam Cộng Hòa, tổ quốc, danh dự và trách nhiệm phải đặt lên trên hết. Có thể bây giờ trách nhiệm đã hết, nhưng danh dự là phải giữ. Một số người muốn giúp cho anh em thương phế binh, họ lại muốn là chúng tôi phải nghèo, phải mặc áo rách họ mới giúp. Cái điều đó là đôi khi nó cũng có một cái gọi là nó hơi buồn. Đó. Thì chia sẻ thì chúng tôi xin nhận. Còn nếu mà nói mà thương hoặc ban phát thì cái chuyện nó là khác. Cái vấn đề là cái danh dự một con người mà hơn nữa là mình đã từng là một người lính. Cái danh dự hồi xưa, tổ quốc của danh dự là luôn phải đưa lên, trách nhiệm bây giờ không còn nữa rồi.